Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra cuối cùng của chương trình tiếng Anh lớp 7. Cô hy vọng các em sẽ ôn tập thật tốt để có kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Chúng ta cùng làm bài kiểm tra của học kỳ 2. Bài tập 1. Chọn từ có trọng âm khác với vị trí trọng âm của các từ còn lại. Câu số 1. abundant. Đây là tính từ có 3 âm tiết và âm số 1 chứa -er ơ nên trọng âm rời âm tiết số 2. Effective. Đây cũng là tính từ có 3 âm tiết và âm 1 chữ y nên trọng âm rời âm tiết số 2. Immigrate. Từ này có hậu tố ate vì vậy trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Prediction. Từ này có hậu tố tion nên trọng âm rời âm tiết trước hậu tố đó. Vậy đáp án câu này là C vì trọng âm rời âm tiết số 1 và các từ còn lại thì trọng âm rời âm tiết số 2. Câu 2. Stressful. Đây là tính từ có hai âm tiết nên trọng âm rời âm tiết số 1. Station. Đây là danh từ có hai âm tiết nên trọng âm cũng rời âm tiết số 1. Footprint. Từ này cũng là danh từ có hai âm tiết và trọng âm rời âm tiết số 1. Diverse. Đây là động từ có hai âm tiết nên trọng âm rời âm tiết số 2. Vậy đáp án câu này là D. Vì trọng âm rời âm tiết số 2 và các từ còn lại thì trọng âm rời âm tiết số 1. Câu 3. Malnutrition. Từ này có hậu tố trình nên trọng âm rơi vào âm tiết trước hậu tố đó. Teleport. Đây là danh từ có 3 âm tiết và âm số 2 chứa y nên trọng âm lại rơi ở âm 1. Negative. Đây là tính từ có 3 âm tiết và âm số 2 chứa ơ nên trọng âm rơi ở âm số 1. Atmosphere. Đây là danh từ có 3 âm tiết và âm số 2 chứa ơ nên trọng âm lại rơi ở âm số 1. Vậy đáp án câu này là A. Thì trọng âm rơi ở âm tiết số 3 và các từ còn lại thì trọng âm rơi ở âm tiết số 1. Câu số 4 Wealthy Đây là tính từ có hai âm tiết Nên trọng âm ở âm tiết số 1 Exist Đây là động từ có hai âm tiết Nên trọng âm ở âm tiết số 2 Và các em lưu ý Nếu từ này là danh từ Thì chúng mình sẽ đọc nó là Exit Và trọng âm lại rơi ở âm tiết số 1 Tuy nhiên thì trong câu này chúng ta bắt buộc phải xét nó theo động từ Thì chúng ta sẽ ra được đáp án Phương án C density. Từ này có hậu tố là a t, vì vậy trọng âm dịch chuyển ba âm tiết từ cuối lên. Scooter. Đây là danh từ có hai âm tiết nên trọng âm rời âm tiết số 1. Vậy thì trong bốn phương án này chúng ta thấy là B trọng âm rời âm tiết số 2 và các từ còn lại thì trọng âm rời âm tiết số 1. Như vậy chúng ta phải xét B là động từ để trọng âm dưới âm tiết số 2. Thế còn nếu chúng ta xét nó là danh từ thì trọng âm dưới âm tiết số 1 và như vậy là bốn phương án đều có trọng âm dưới âm số 1 nên sẽ không ra được đáp án cho câu này. Câu số 5. Transport. Đây là danh từ có hai âm tiết nên trọng âm dưới âm tiết số 1. Biogas. Đây là danh từ ghép, các em lưu ý. Với danh từ ghép thì thường là trọng âm rơi ở danh từ số 1 và danh từ số 1 là bio âm tiết là âm tiết số 1. Poverty. Đây là danh từ có 3 âm tiết và âm số 2 chữ er nên trọng âm rời âm tiết số 1. Position. Từ này có hậu tố shun nên trọng âm rời âm tiết trước hậu tố đó. Vậy đáp án câu này là D vì trọng âm rời âm tiết số 2. Các từ còn lại trọng âm rời âm tiết số 1. Bài tập số 2 Tìm từ có phần gạch chân Đọc khác với phần gạch chân của các từ còn lại Câu số 1 Ahead Instead Seatbelt braid. C có phần gạch chân đọc là I Khác với các từ còn lại Có phần gạch chân đọc là E Vì vậy chúng ta chọn phương án C Câu số 2 Left Center Enter happen. D có phần gạch chân đọc là e. Khác với các từ còn lại có phần gạch chân đọc là e. Vì vậy chúng ta chọn đáp án D. Câu số 3. Traffic. Plane. Station. Pavement. A có phần gạch chân đọc là A. Khác với các từ còn lại có phần gạch chân đọc là A. Vì vậy chúng ta chọn phương án A. Câu số 4 Watched Needed Danced Matched B có phần người chân đọc là ed Do động từ need có tất cùng phát âm là d Nên khi thêm ed thì ed đọc là it Các phương án còn lại Đó là watch, dance và match Thì có tất cùng là các âm vô thanh Đó là âm s, âm s và âm ch Nên khi thêm ed thì ed đọc là t và t thì cũng là âm vô thanh. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án câu này là B. Câu số 5. Apple password plastic magic B có phần gạch chân đọc là O Khác với các từ còn lại Có phần gạch chân đọc là A Vì vậy chúng ta chọn đáp án B Bài tập số 3 là chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. Câu số 1. Solar energy can be considered as one of the dot 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 energy resources. Chúng ta có bốn phương án. Phương án A là inexhaustible. Từ này có nghĩa là vô tận, không bao giờ hết được và từ loại là tính từ. Phương án B là exhaustible. Đây là tính từ và có nghĩa là có thể cạn kiệt Phương án C exhaustion đây là danh từ và có nghĩa là sự cạn kiệt hoặc là tình trạng cạn kiệt và phương án D exhausted đây là tính từ và có nghĩa là kiệt sức hoặc là mệt lử vậy thì chúng ta dịch câu này để xem là chúng ta cần điền từ gì năng lượng mặt trời thì có thể coi như một trong những nguồn như thế nào đó vậy thì ở đây chúng ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho cái cụm từ energy resources chúng ta có hai tính từ đó là exhaustible và inexhaustible như vậy thì về nghĩa thì chúng ta sẽ chọn phương án a tức là gì ạ là cái nguồn năng lượng mà vô tận hoặc là không hết được để phù hợp với ngữ nghĩa câu số 2 bicycle is one of the means of transport that are dot dot dot. using it will help lower exhaust fumes in the air chúng ta có các phương án unusual có nghĩa là lạ hoặc là không bình thường hoặc là không thông thường eco friendly là thân thiện với môi trường driverless là không người lái và inventive có nghĩa là có óc sáng tạo hoặc là đầy sáng tạo như vậy là xe đạp là một trong những loại phương tiện giao thông mà như thế nào đó và dùng nó thì sẽ giúp giảm làm thấp cái thải khói thải ra không khí như vậy thì nó sẽ là thân thiện với môi trường Chúng ta chọn phương án B Câu số 3 You can take control of the toy plane to fly back or dot 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 with a remote control Ở đây các em lưu ý cho cô là Chúng ta có cái cụm từ back or forward Từ back là bay ra đằng sau Còn forward là về phía trước Và chúng ta có từ remote control là điều khiển từ xa Câu này có nghĩa là gì ạ? Bạn có thể điều khiển máy bay đồ chơi bay về phía sau hoặc bay lên phía trước bằng điều khiển từ xa. Vậy thì chúng ta chọn đáp án D. Câu số 4. There are many beautiful places and ancient architecture in this place so they can develop dot 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 there. Chúng ta có các phương án. Industry có nghĩa là công nghiệp. Agriculture là nông nghiệp. Environment là môi trường và tourism là ngành du lịch. Như vậy là câu này có nghĩa là gì ạ? Có rất là nhiều nơi đẹp và có những cái kiến trúc cổ ở cái nơi này. Vì vậy là họ có thể phát triển cái gì ở đây? Như vậy là phát, phát triển về gì ạ? Về du lịch. Nên chúng ta chọn đáp án D. Câu số 5. We to school two years ago. Now I go to school on foot. Ở đây chúng ta chú ý cho câu cấu trúc đó là used to do something, tức là từng làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa. Như vậy là chúng tôi làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn đáp án A là chúng tôi từng đi xe đạp đến trường 2 năm trước nhưng mà bây giờ thì tôi đi bộ đến trường. Câu số 6. Dot, dot, dot. The silly story. Many people enjoyed the film. Ở đây chúng ta có bốn phương án thì các em lưu ý cho cô là chỉ có phương án A in spite of thì đằng sau nó sẽ cộng một danh từ. Và chúng ta nhìn thấy cái cụm danh từ là the silly story là cụm danh từ nên chúng ta sẽ chọn A. Thế còn B, although, however và nevertheless thì đằng sau sẽ cộng với một mệnh đề, tức là có chủ và có vị nên chúng ta loại. Vì vậy A là phù hợp. Câu số 7. A friend of is coming to stay with me next month. Chúng ta có các phương án mi là tôi là tân ngữ đúng không ạ? My là tính từ sở hữu, còn I là đại từ còn my là đại từ sở hữu. Như vậy thì sau a friend of này thì chúng ta sẽ cần một đại từ sở hữu. Vì vậy các bạn chọn đáp án D. Câu số 8. Careless driving dot dot accidents on the road. Để chỉ một việc có thể xảy ra trong tương lai ấy, thì chúng ta sẽ dùng will cộng với động từ. Như vậy trong bốn phương án này thì A sẽ là phương án phù hợp. Tức là việc lái xe bất cẩn thì có thể gây ra tai nạn ở trên đường. Câu số 9. There is ...unemployment in this city than there used to be when they provide a lot of suitable jobs for the poor Có như thế nào đó sự thất nghiệp trong thành phố hơn trước đây Do là họ cung cấp nhiều cái việc phù hợp cho người nghèo Như vậy thì cung cấp nhiều việc cho người nghèo thì chắc chắn là sẽ có ít sự thất nghiệp Vì unemployment là danh từ không đếm được Nên chúng ta sẽ chọn là phương án C Tức là có ít sự thất nghiệp hơn Câu số 10 She has waited for an hour to move in the heavy traffic jam. Da, da, da. Đây là câu hỏi đuôi. Phía trước là câu khẳng định và thời hiện tại hoàn thành nên ở câu hỏi đuôi chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành và câu phủ định. Vì vậy chúng ta chọn đáp án B. Bài tập số 4. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống. Câu số 1 the amount of vehicles on the street dot, dot, every day. Các em lưu ý là khi nói đến một việc đang thay đổi từng ngày ấy, thì chúng ta sẽ dùng thời hiện tại tiếp diễn. Vì vậy trong bốn phương án này thì phương án A đang là hiện tại tiếp diễn. Vậy chúng ta điền is increasing. Ở câu số 2, soon traditional means of daily transportation such as cars and motorbikes, etc. won't be able to the world population. Chúng ta có các phương án reduce có nghĩa là giảm, welcome là chào đón, achieve là đạt được và handle là điều khiển hoặc là xử lý hoặc là giải quyết. Như vậy thì chúng ta dịch câu này là gì ạ? Chẳng bao lâu thì các phương tiện giao thông hàng ngày như là ô tô, xe máy, vân vân thì không thể làm gì đó với cái dân số thế giới. Như vậy là trong bốn phương án này thì D handle tức là không thể xử lý hay là không thể điều khiển hoặc là không thể giải quyết được sẽ là phù hợp với ngữ nghĩa. Câu số 3. There is no space left on the ground. Flying car might be the transportation of the future. Vậy thì chúng ta có bốn phương án. Though có nghĩa là mặc dù, when là khi, not only có nghĩa là không chỉ và unless có nghĩa là nếu không nó bằng với if not. Vậy thì để phù hợp với ngữ nghĩa thì chúng ta sẽ chọn phương án B là when, tức là khi mà không có khoảng không hoặc là không có chỗ trống ở trên mặt đất thì xe ô tô bay có thể sẽ là một cái phương tiện giao thông của tương lai. Tiếp theo chúng ta chuyển qua chỗ trống số 4 ạ. À. Imagine your car can lift up into the air and fly dot 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 congested roads and reach your destination without dot 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 about traffic jam. Ở chỗ trống số 4 thì chúng ta sẽ có các cái giới từ để điền vào sau từ fly. Thứ nhất là under là ở dưới, over là ở phía trên, toward là về phía và around là xung quanh. Vậy là chúng ta sẽ dịch câu này là gì ạ? Hãy tưởng tượng là xe ô tô của bạn có thể nhấc được lên trên không trung và bay. Như vậy là gì ạ? Không thể là bay dưới những cái con đường tắc nghẽn được mà phải bay được ở phía trên. Vậy chúng ta điền đáp án B là over. Tiếp đến chỗ trống số 5 ấy là đến cái điểm của bạn mà không cần phải lo lắng về giao thông, đúng không ạ? Thì các bạn lưu cho cô là sau so without thì các bạn sẽ dùng động từ ở dạng vấp in. Như vậy chúng ta chọn phương án C là worrying. Bài tập số 5 là viết lại câu mà dùng dạng đúng của từ trong ngoặc. Câu số 1. Wind turbines can generate dot dot of energy for the whole country từ cho sẵn là từ plentiful Đây là tính từ, có nghĩa là phong phú hoặc là dồi dào Và danh từ của từ này là plenty Vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Sau động từ generate thì chúng ta sẽ cần một danh từ Sau nó lại có of Chúng ta cần danh từ và các bạn điền cho cô là plenty Câu này có nghĩa là thuốc pin gió thì có thể tạo ra rất là nhiều năng lượng cho toàn đất nước Câu số 2 Natural gases are not dot dot energy sources, so they will run out. Ở đây từ cho sẵn là từ renew. Đây có nghĩa là thay mới hoặc là làm hồi lại và từ loại là động từ. Chúng ta có renewable tức là có thể thay mới hoặc là có thể hồi lại và từ loại là tính từ. Ở đây chỗ trống cần điền trước nó có động từ to be nên chúng ta sẽ cần tính từ. Vậy các em sẽ điền renewable. Câu này có nghĩa là khí ga tự nhiên thì không phải là nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Vì vậy chúng có thể cạn kiệt hoặc là chúng có thể hết. Câu số 3. Solar panels for home can supply enough power to appliances. Ở đây từ cho sẵn là từ electricity. Từ này là danh từ và có nghĩa là điện hoặc điện lực và tính từ là electric, tức là điện hoặc là có điện. Và thuộc về điện thì chúng ta sẽ có từ electrical. Và các bạn lưu cho cô là các cái thiết bị về điện ấy thì chúng ta sẽ dùng là electrical appliances. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền tính từ electrical vào chỗ trống. Câu số 4. Peter desires to have an dot 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 of modern helicopter. Từ cho sẵn là động từ invent, có nghĩa là phát minh, sáng chế. Và danh từ của từ này là invention, là sự phát minh hoặc là sự sáng chế, hoặc là vật phát minh. Và chúng ta có tính từ của từ này là inventive tức là có tài phát minh hoặc là có tài sáng chế. Trong câu này thì sau chỗ trống cần điền chúng ta có of và trước nó có an, vì vậy chúng ta sẽ điền danh từ. Và các em điền cho cô là invention. Peter thì mong muốn có một cái phát minh về trực thăng hiện đại. Câu số 5. A dot dot bus may need only a microprocessor to replace human. Ở đây từ cho sẵn là driver, có nghĩa là người lái xe. Và chúng ta đã có cái từ này gặp ở câu trên rồi, nhưng mà ở dưới đây cô vẫn cho lại để các em khỏi quên Đó là driverless Tức là không người lái Và từ loại là tính từ Và các em gặp một từ mới ở trong bài đó là Microprocessor Tức là mạch vi xử lý Vậy thì bổ nghĩa cho từ bus này Chúng ta sẽ cần một tính từ Và các em điền driverless Tức là cái xe buýt mà không người lái Thì có thể cần một cái mạch vi xử lý Để thay thế con người Câu số 6 I like driving a private car because it is more dot dot and convenient từ cho sẵn là control từ này vừa là động từ vừa là danh từ có nghĩa là điều khiển hoặc kiểm soát hoặc là sự điều khiển và tính từ của từ này là controllable tức là có thể kiểm soát hoặc là dễ điều khiển vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ trước nó có mua và sau đó lại có and convenient nên là chúng ta sẽ cần một tính từ để điền vào chỗ trống và chúng ta điền là controllable. Tôi thích lái xe riêng bởi vì nó có thể điều khiển và thuận tiện. Câu số 7. Dot, dot, appears when people like awareness and control. Từ cho sẵn là từ violent. Đây là tính từ, có nghĩa là bạo lực hoặc là hung tợn. Và danh từ của từ này là violence. Có nghĩa là sự bạo lực hoặc là sự hung tợn. Vậy thì ở đây chúng ta cần một chủ ngữ và nó sẽ là một danh từ đằng sau đó có động từ up here chúng ta điền là violence. Câu số 8, they are trying to arrange the shelter dot, dot, for homeless people. Từ cho sẵn là từ space. Đây là danh từ và có nghĩa là không gian hoặc khoảng trống hoặc là không trung. Chúng ta có tính từ của từ này là spacious, có nghĩa là rộng rãi hoặc là có nhiều chỗ trống. Và specially là trạng từ. Vậy thì trong câu này thì bổ nghĩa cho động từ arrange là sắp xếp cái chỗ trú ẩn mà có nhiều chỗ. Vậy thì ở chỗ trống cần điền chúng ta cần một trạng từ bởi vì trước nó chúng ta thấy có động từ là arrange tức là sắp xếp cái chỗ trú ẩn hoặc là sắp xếp cái chỗ ở mà có nhiều chỗ hoặc là một cách rộng rãi cho những người vô gia cư. Vậy thì chúng ta sẽ điền từ spaciously. Câu số 9 A dot dot nation knows how to manage their population effectively. Từ chỗ sẵn là từ wealth từ này có nghĩa là sự giàu có hoặc sự giàu sang Và từ loại là danh từ Và tính từ của từ này là wealthy Có nghĩa là giàu có hoặc là phong phú Vậy thì bổ nghĩa cho từ nation là danh từ Thì chúng ta cần một tính từ Vậy chúng ta điền từ wealthy Bài tập số 6 là chọn từ hoặc là cụm từ có phần gạch chân mà cần phải sửa Câu số 1 They will be installed so the panels tomorrow morning vào sáng mai thì họ sẽ đang lắp cái thanh năng lượng mặt trời như vậy để nói một việc sẽ đang xảy ra trong tương lai thì chúng ta dùng tương lai tiếp diễn tuy nhiên b thì động từ installed lại đang chia ở dạng động từ id nên chúng ta sẽ sửa thành installing các em lưu ý là trong bài kiểm tra thì chúng ta không cần phải sửa nhưng mà bao giờ cô cũng sửa để chúng ta nắm vững bài hơn câu số 2 The energy sources will test to ensure safety when in use. Năng lượng thì sẽ được kiểm tra để đảm bảo là an toàn khi sử dụng. Vậy thì cái năng lượng này tự nó không kiểm tra được mà nó sẽ là phải được kiểm tra. Vì vậy chỗ này chúng ta cần dùng bị động nên B sai và các em sẽ sửa là will be. Câu số 3. Teleporters might be the major vehicle in our future những máy dịch chuyển tức thời có thể sẽ là phương tiện giao thông chính ở trong tương lai của chúng ta chúng ta thấy phương án d đang để là hours future như vậy là d sai vì chúng ta cần một tính từ sở hữu ở đây vì sau nó có từ future thế còn nếu mà dùng hours là đại từ sở hữu thì đằng sau không có danh từ vì vậy chúng ta sẽ sửa d thành our câu số 4 flying cars may help reduce traffic jams Chúng ta lưu ý là sau động từ help thì chúng ta sẽ có thể dùng động từ ở nguyên mẫu hoặc là to và verb. Vậy thì hiện nay C, động từ reduced lại đang để ở quá khứ, vì vậy C sai. Và chúng ta có thể sửa thành to reduce hoặc là reduce. Câu số 5, The government often deals with less issues in sparse cities. Ở đây C sai bởi vì chúng ta lưu ý cho cô là issues là danh từ số nhiều với danh từ số nhiều này thì chúng ta không dùng less mà chúng ta sẽ dùng fewer và fewer thì lại xuất phát từ từ few tức là few hoặc là fewer ít hoặc là ít hơn thì chúng ta sẽ cộng với một danh từ số nhiều thế còn little sang so sánh ít hơn là less thì cộng với danh từ không đếm được và chúng ta gặp một cái từ mới trong câu này đó là sparse từ này có nghĩa là thưa thớt hoặc là giải rác Vậy câu này sai ở C và chúng ta sẽ sửa là fewer. Câu này dịch là gì ạ? Chính phủ thì thường phải xử lý ít cái vấn đề hơn ở những cái thành phố thưa dân. Câu số 6. Poverty often appear in overcrowded areas, doesn't it? Ở đây các em lưu ý cho cô, poverty, đây là danh từ không đếm được, nên động từ ở đây chúng ta phải chia ở dạng số ít. Tuy nhiên thì phương án A, động từ appear, đang không chia nên chúng ta sẽ sửa là appears. Bài cuối cùng sẽ là một bài đọc hiểu và chọn câu trả lời. Các em có thể dừng màn hình, đọc, sau đó thì chúng ta cùng làm câu trả lời. Câu số 1. What does the writer call fossil fuel in the passage? Tác giả gọi cái nhiên liệu hóa thạch trong đoạn này là gì? Các em tìm thông tin ở phần cô đánh dấu trong bài. Chúng ta sẽ tìm thấy thông tin ở 3 câu khác nhau. Câu số 1 đó là Its popularity increased in the mid 1900s and became our primary source of energy. Câu tiếp theo là gì ạ? However, fossil fuels is running out not only because it's a non-renewable source of energy và câu tiếp theo là gì ạ Scientists believe that at current rate we will only have enough fossil energy to use until 2088 vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B ở phần cô bôi đậm thì muốn nhắc đến cái năng lượng hóa thạch đó là nguồn năng lượng chính này đó là nguồn năng lượng không thể tái tạo được này và năng lượng hóa thạch nên là B sẽ là phù hợp thế còn A thì mới chỉ đáp ứng được hai ý còn C thì cũng chỉ có hai ý và D thì không câu nào đúng. Chúng ta chọn đáp án B. Câu số 2. How much fossil fuel do people in the world to consume today? Câu này muốn hỏi là gì ạ? Ngày nay thì trên thế giới thì mọi người tiêu thụ bao nhiêu nhiên liệu hóa thạch? Phương án A. All of fossil fuel in the world. Tiêu thụ tất cả các nhiên liệu hóa thạch trên thế giới. Phương án B. 80% of fossil fuels in the world, 80% lượng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới. Phương án C, 4 fifth of the world's energy consumption, tức là 4 phần 5 cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới. Và phương án D đó là half of the world's energy consumption. Như vậy chúng ta tìm thông tin ở phần cô đánh dấu. Nowadays, fossil fuels account for more than 80% of the world's energy consumption. Ngày nay thì nhiên liệu hóa thạch chiếm đến 80% lượng tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới. Vậy các em lưu ý ở trong phần trả lời ấy, thì có hai phương án mà chúng ta dễ nhầm lẫn, phương án B là 80% nhiên liệu hóa thạch trên thế giới, còn phương án C đó là 4/5 cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án C. Bởi vì ở trên này người ta nói là gì ạ? 80% của lượng tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới mà 80% thì nó sẽ tương đương với 4 phần 5. Nên là đáp án C. Thế còn B thì 80% là của nhiên liệu hóa thạch thôi. Thì như vậy không đủ. Câu số 3. Why do fossil fuel run out? Tại sao nhiên liệu hóa thạch lại hết? Phương án A. Because it cannot be renewed. Là bởi vì nó không thể được tái tạo. Phương án B because more and more people use it and it cannot be renewed. Bởi vì ngày càng nhiều người sử dụng nó và nó không thể được tái tạo. Phương án C, because more and more people use it. Bởi vì ngày càng nhiều người sử dụng nó. Phương án D, because some scientists said so. Là bởi vì một số nhà khoa học nói như vậy. Chúng ta lại tìm thông tin ở phần cô đánh dấu. Đó là, however, fossil fuel is running out not only because it's a non-renewable source of energy but also because of human population growth. Tuy nhiên thì nhiên liệu hóa thạch hết không chỉ bởi vì là nó là nguồn nguyên liệu mà không thể tái tạo được mà nó còn bởi vì là cái dân số thì đang tăng lên. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu số 4. What are many developed countries doing to solve the problem? là rất là nhiều nước đã phát triển thì đang làm gì để giải quyết cái vấn đề này phương án a they are searching for a new source of energy tức là họ đang nghiên cứu một cái nguồn nguyên liệu mới phương án b they are predicting the amount of fossil fuels tức là họ đang dự đoán cái lượng nhiên liệu hóa thạch phương án c they are studying some ways to renew fossil fuels tức là họ đang nghiên cứu một vài cách để tái tạo cái nhiên liệu hóa thạch và phương án D là They are advising people not to use fossil fuels Là họ đang khuyên mọi người không dùng nhiên liệu hóa thạch Vậy chúng ta lại tìm thông tin ở phần cô đánh dấu đó là many developed countries in the meantime have been investing in scientific programs trying to find the best replacement for fossil fuels. Trong thời gian này thì nhiều nước phát triển đang đầu tư và những cái chương trình khoa học để cố gắng tìm ra những thay thế tốt nhất cho nhiên liệu của thạch. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Câu số 5. Which of the following not is cut in the passage? Tức là câu nào dưới đây thì không được đưa ra hoặc là không được thảo luận hay là nhắc đến ở trong đoạn. Phương án A. Fossil energy has mainly used since the 18th century. Năng lượng hóa thạch thì chủ yếu được sử dụng từ thế kỷ 18. Câu này chúng ta có thể tìm thấy ngay ở phần cô đánh dấu. Đó là human began using fossil fuels in the 18th century during industrial revolution. Vậy là thông tin này có trong bài. Phương án B, fossil energy became popular in the mid 1900s. Năng lượng hóa thạch thì trở nên phổ biến vào giữa những năm 90 chúng ta lại tìm luôn thông tin ở trong bài đó là its popularity increased in the mid 1900s and became our primary source of energy như vậy câu này cũng có trong bài phương án c fossil fuel is believed to run out by 2088 nhiên liệu hóa thạch thì được tin là sẽ cạn kiệt vào năm 2088 chúng ta lại tìm thông tin ở phần cột đánh dấu Scientists believe that at current rate, we will only have enough fossil of energy to use until 2088. Như vậy là câu này cũng có thông tin. Duy nhất chỉ có câu D, đó là fossil fuel can be replaced by another non-renewable source of energy. Tức là nhiên liệu hóa thạch thì có thể được thay thế bởi cái nguồn nguyên liệu tái tạo khác. Thì trong bài ở câu cuối cùng ấy thì người ta có nói đến là đang đầu tư để nghiên cứu để tìm ra cái thay thế, chứ người ta không nói là cái nguồn nguyên liệu có thể tái tạo được. Vì vậy là câu này không được nói đến ở trong bài. Nên chúng ta chọn đáp án là D. Phần chữa bài của cô hôm nay đến đây là kết thúc. Các em hãy ôn tập thật kỹ, không chỉ bài hôm nay mà những bài kiểm tra trước để chúng ta làm bài thi thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở chương trình tiếng Anh lớp 8. Chào các em.